Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối thứ tư ngày 20 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Phần tin trong nước có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Cần xử lý dứt điểm tranh chấp tại trường Pascal Hà Nội. Nắng nóng mở rộng trên cả ba miền. Sáng ngày 20 tháng 5, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn đã dự phiên khai mạc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, bước vào năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch, tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế xã hội của toàn cầu và của Việt Nam. Dịch bệnh đã làm hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn, các hoạt động xã hội nhất là y tế, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa và đời sống nhân dân bị ảnh hưởng. Cùng với đó, nước ta còn chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn ra cực đoan, bất thường như hạn hán, xâm nhập mặn, dông lốc và mưa đá gây thiệt hại lớn ở nhiều khu vực trong cả nước. Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chỉ đạo các cấp các ngành, từ trung ương đến địa phương, tập trung phòng chống dịch bệnh và triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, bước đầu chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng, đảm bảo sự an toàn về tính mạng và sức khỏe cho nhân dân. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh của đội ngũ cán bộ y tế, của chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng chống dịch. Sự ủng hộ, ý thức chấp hành, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thắng lợi bước đầu này là kết quả của tinh thần quyết tâm cao, sự thống nhất trong hành động và ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị, thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tính ưu việt của chế độ và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Trong đó, năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Do đó, các vị đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu, phân tích thấu đáo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, khách quan để xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu nhằm sớm phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng theo kế hoạch đã đề ra, trong đó sẽ xem xét phê chuẩn 3 điều ước quốc tế gồm Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA, gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Đây sẽ là bước đánh dấu quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch. Quốc hội sẽ thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo về phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh, nhiều nước tăng trưởng âm, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 của Việt Nam vẫn đạt khoảng 3,82%, đời sống người dân vẫn được đảm bảo, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững là các điều kiện căn bản để kinh tế Việt Nam nhanh chóng phục hồi sau đại dịch. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, khi xuất khẩu tôm vào thị trường Australia, phải tuân thủ các quy định mới do Bộ Nông nghiệp Australia vừa ban hành. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Australia cho rằng việc đưa ra các điều kiện mới này là cần thiết để quản lý được rủi ro về an toàn sinh học liên quan đến bệnh vi bào tử trùng ở tôm. Theo đó, tôm và các sản phẩm từ tôm chưa được làm chín sẽ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đã qua khâu sơ chế loại bỏ trì tôm. Các sản phẩm này sẽ trực tiếp được kiểm tra dấu niêm phong toàn bộ 100% các lô hàng khi làm thủ tục thông quan tại Australia. Nếu không đáp ứng được các quy định mới này, các sản phẩm nêu trên sẽ được hướng dẫn tái xuất hoặc tiêu hủy hoặc xử lý. Những thay đổi về điều kiện nhập khẩu này không áp dụng đối với các sản phẩm đã được làm chín, chế biến sâu, tẩm bột, nghiền hoặc các sản phẩm tôm có nguồn gốc từ Australia đã chế biến tại các cơ sở được phê duyệt của Thái Union.
Trường tiểu học trung học cơ sở Pascal có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã từng là nơi xảy ra nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, khiến công tác giảng dạy của ngôi trường này đã không ít lần bị gián đoạn. Nguyên nhân là do các cổ đông thành lập trường có tranh chấp trong hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng trường. Để giải quyết những vấn đề tại đây, thời gian qua Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành thụ lý và đưa vụ án tranh chấp giữa các bên ra xét xử. Nhưng điều mà rất nhiều phụ huynh mong mỏi lúc này là các mâu thuẫn sớm được giải quyết để con em họ được ổn định học tập như bình thường. Những hình ảnh này được ghi lại trong các năm học 2018-2019 tại trường tiểu học trung học cơ sở Pascal có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây cũng là thời điểm trường Pascal có nhiều đối tượng lạ vào gây rối, khiến công tác giảng dạy của nhà trường đã không ít lần bị gián đoạn. Các sự việc trên diễn ra trong bối cảnh hai cổ đông thành lập trường đang có mâu thuẫn trong việc giải quyết hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, với nhiều hành động có tính chất cản trở ảnh hưởng đến tâm lý của hàng nghìn học sinh, trường Pascal đã phải tạm thời đóng cửa một phần cơ sở vật chất của mình kể từ cuối năm 2019. Sau khi xảy ra những sự việc đáng tiếc như đổ đất, đổ cát, thì ban giám hiệu chúng tôi cũng đã chuyển toàn bộ cơ sở vật chất cũng như là số lượng học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sang cơ sở vật chất mới ở ngay bên cạnh. Thời gian đầu thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là ban giám hiệu chúng tôi cũng phải lo từng cái bàn, cái ghế, từng không gian phòng học. Trong thời gian xảy ra các vụ việc gây rối, hàng nghìn phụ huynh học sinh trường Pascal cũng cho biết họ đã phải trải qua nhiều cung bậc trạng thái tâm lý khác nhau, từ lo lắng, bức xúc, chờ đợi tới sự yên tâm khi các cơ quan chức năng của quận Bắc Từ Liêm và thành phố Hà Nội vào cuộc để lập lại tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt, với việc Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành thụ lý, xét xử và tuyên bản án sơ thẩm, qua đó góp phần xử lý các mâu thuẫn, đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học tại một cơ sở giáo dục chất lượng cao như trường Pascal. Đây cũng là điều mong mỏi nhất của rất nhiều phụ huynh học sinh sau nhiều năm chờ đợi. Cái vụ việc này là không đáng xảy ra ở giữa một cái thủ đô Hà Nội như thế này. Và vừa rồi tôi cũng nghe được tin vui là Tòa án quận Bắc Từ Liêm đã xử và công lý được thực thi, thì chính nghĩa đã chiến thắng thì tôi rất là vui. Tuy nhiên, để các con có thể sớm trở lại lớp học cũng như có thêm không gian giảng dạy và vui chơi, đồng thời đáp ứng nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, rất nhiều phụ huynh học sinh mong muốn cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn để trong thời gian sớm nhất, học sinh và giáo viên ổn định được địa điểm phục vụ công tác dạy và học tại đây. Liên quan đến phản ánh của báo chí mới đây về việc có tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư kinh doanh và mua đất đai gần các khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh, mới đây Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định. Theo quy định của Pháp luật Đất đai, Điều 5 Luật Đất đai, người nước ngoài không phải là đối tượng sử dụng đất, do đó người nước ngoài không được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nên không có việc chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục có văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xác minh từng trường hợp, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai thông tin cho dư luận, báo chí. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 đến ngày 21 tháng 5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ mở rộng ra cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Theo đó, Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 39 độ C. Vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt 40 đến 41 độ C. Dự báo nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt từ ngày 22 tháng 5, trong khi ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 5. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Sáng nay ngày 20 tháng 5, Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn bán thuốc chữa ung thư giả tại công ty cổ phần VN Pharma. Hội đồng xét xử đã tuyên bác các kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm. Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
vai trò trách nhiệm của từng bị cáo đã được hội đồng xét xử sơ thẩm xác định rõ, đúng người, đúng tội. Dù áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mới được cung cấp trong quá trình xét xử phúc thẩm, hội đồng xét xử vẫn cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, hai bị cáo chủ mưu là Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc VN Pharma, lĩnh 17 năm tù giam, và đối tác của Hùng là Võ Mạnh Cường, lĩnh 20 năm tù cùng về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. 10 bị cáo còn lại nhận từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù giam. Phiên tòa phúc thẩm diễn ra từ ngày 18 tháng 5 sau 3 lần phải tạm hoãn với nhiều lý do, trong đó có việc xuất hiện chứng cứ mới. Tiếp theo chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thủ đô Indonesia gia hạn các hạn chế xã hội quy mô lớn. Canada tiếp tục đóng cửa biên giới với Mỹ tới ngày 21 tháng 6. Rơi máy bay quân sự tại Nga. Tối qua, chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn cho tới ngày 4 tháng 6 tới, đi ngược lại chủ trương chung của chính quyền trung ương là dần nới lỏng chính sách này. Phát biểu họp báo trực tuyến, thị trưởng Jakarta Anies Baswedan cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi một nghiên cứu dịch tễ cho thấy tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tại thủ đô đã giảm xuống kể từ khi các biện pháp hạn chế được áp đặt, với hơn 60% người dân ở nhà. Theo ông, 14 ngày tiếp theo sẽ là thời điểm quyết định trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh tại thành phố này. Theo đó, Jakarta sẽ duy trì hạn chế tụ tập đông người và các hoạt động giao thông công cộng. Các trường học cùng với đa số cửa hàng và trung tâm thương mại sẽ tiếp tục đóng cửa. Như vậy, các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn được áp đặt tại thủ đô Jakarta từ ngày 10 tháng 4 đã được gia hạn 3 lần với tổng thời gian lên tới 56 ngày. Ngoài Jakarta, hiện có 3 tỉnh cùng 26 huyện và thành phố lớn của Indonesia áp dụng biện pháp này. Hôm nay, 20 tháng 5, hàng trăm nghìn học sinh trên khắp Hàn Quốc đã đi học trở lại sau khi các trường trung học mở cửa sau khoảng 2 tháng phải đóng cửa chống dịch. Đây là hình ảnh quen thuộc mà nhiều người đã không được nhìn thấy trong suốt thời gian các trường học Hàn Quốc phải đóng cửa để thực hiện giãn cách xã hội. Học sinh trung học phổ thông là nhóm trở lại trường đầu tiên, tiếp theo là khối tiểu học và trung học cơ sở vào ngày 8 tháng 6. Học sinh cuối cấp sẽ đi học hàng ngày, còn học sinh khối dưới học xen kẽ trực tuyến. Các em tới lớp đều phải đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt, trong lớp được bố trí ngồi giãn cách. Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã hoãn mở lại trường học 5 lần do lo ngại về nguy cơ lây nhiễm tập thể, đặc biệt sau khi Hàn Quốc phát hiện ổ dịch mới ở khu phố Itaewon ngay giữa trung tâm Seoul. Canada và Mỹ đã nhất trí tiếp tục đóng cửa đường biên giới chung giữa hai nước thêm 30 ngày nữa tới ngày 21 tháng 6 đối với các hoạt động không thiết yếu. Đáng chú ý, Canada cũng để ngỏ khả năng sẽ còn kéo dài lệnh đóng cửa biên giới này sau thời điểm trên. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết chính quyền các tỉnh bang mong muốn Ottawa kéo dài thời hạn đóng cửa biên giới và giới chức Mỹ cũng đã hoàn toàn nhất trí. Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh quyết định kéo dài lệnh đóng cửa đường biên giới dài nhất thế giới này là quan trọng để đảm bảo an toàn cho người dân ở cả hai nước. Canada sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh để đưa ra các quyết định tiếp theo, bao gồm khả năng kéo dài lệnh đóng cửa biên giới sau ngày 21 tháng 6. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, một máy bay trực thăng Mi-8 của quân đội Nga đã gặp sự cố và rơi khi đang bay huấn luyện ở khu vực ngoại ô thủ đô Moscow. Toàn bộ phi hành đoàn đều thiệt mạng. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc trực thăng không chở đạn dược rơi vào khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương ở khu vực hẻo lánh cách thị trấn Klin khoảng 20 km. Thông báo nêu rõ, do vụ va chạm, phi hành đoàn trên máy bay này đã tử vong vì bị thương quá nặng. Bộ Quốc phòng Nga không nêu cụ thể số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này. Song truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ các cơ quan ứng phó sự cố khẩn cấp cho biết 3 người đã tử vong. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ các nguyên nhân dẫn đến tai nạn này. Theo thông tin sơ bộ, vụ rơi máy bay được cho là do sự cố kỹ thuật. Hôm qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thông báo sẽ chấm dứt tuân thủ thỏa thuận Oslo với Israel. Tuyên bố trên được cho là động thái đáp trả việc Israel dự định tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ trong khu vực bờ Tây chiếm đóng. Trong thông báo, Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định kể từ ngày 19 tháng 5, phong trào giải phóng Palestine và chính quyền Palestine sẽ không còn tuân thủ tất cả các thỏa thuận với Mỹ và Israel, cũng như mọi cam kết dựa trên những thỏa thuận này, bao gồm cả hoạt động phối hợp an ninh.
Theo ông Abbas, cũng từ ngày 19 tháng 5, cơ quan quản lý lãnh thổ chiếm đóng của Israel phải chịu mọi trách nhiệm và nghĩa vụ trước cộng đồng quốc tế về việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Trong khi đó cùng ngày, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Joe Biden khẳng định ông phản đối ý định của Israel sáp nhập các khu vực ở bờ Tây. Bản tin trong nước và quốc tế tối thứ Tư ngày 20 tháng 5 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.